chữa viêm đau cơ khớp bằng vỏ cam và tỏi. Không chỉ có tác dụng chữa viêm đau cơ khớp, mà phương pháp này còn giúp bạn cải thiện giấc ngủ, xua tan cảm giác uể oải, mệt mỏi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ăn cam, bạn có bỏ phần vỏ đi hay không? Chắc hẳn 80% sẽ trả lời là có, đúng không ạ? Nếu dự đoán ấy là chính xác, thì quý vị đang tự vứt đi những thần dược chữa viêm, đau cơ khớp đi đấy ạ. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng mẹo dân gian tìm câu trả lời trong video ngay sau đây quý vị nhé! Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu: một quả cam, một tép tỏi. Cách thực hiện đơn giản như sau: bạn đem cam đi rửa sạch và gọt lấy phần vỏ. Sau đó, bạn lấy dao thái vỏ cam ra thành từng đoạn nhỏ như thế này. Vỏ cam có vị cay, ngọt, tính ấm, có tác dụng phá khí tiêu trệ, thư uất giáng nghịch. Có thể dùng để trị thoát vị đau nhức. Nhiều nghiên cứu y học hiện đại cũng nhấn mạnh vỏ cam chứa tinh dầu thơm glucosid, ogen và axit béo, giúp gây hưng phấn, có thể ức chế vận động của dạ dày, tử cung và ruột, là vị thuốc tốt điều trị cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa, nhồi máu cơ tim. Và đây là phần vỏ cam chúng ta thu được. Tỏi bạn bóc vỏ và rửa sạch, sau đó thái thành từng lát mỏng. Tiếp theo, bạn cho vỏ cam và tỏi vào chảo và xào vàng. Vỏ cam còn chứa nhiều protein cùng các loại vitamin và khoáng chất, không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà còn giúp cải thiện giấc ngủ, xua tan cảm giác uể oải và mệt mỏi. Sau khi vỏ cam và tỏi đã được xào vàng, bạn cho vỏ cam và tỏi vào một chiếc cốc, sau đó đổ nước sôi vào. Đợi khoảng 1 phút thì bạn chắt nước đi và tiếp tục đổ nước vào cốc. Lần này, bạn đợi 5 phút, sau đó chắt lấy phần nước để uống. Mỗi ngày bạn áp dụng phương pháp một lần và uống sau khi ăn khoảng 30 phút. Bạn thực hiện trong vòng 2 tuần, triệu chứng viêm đau sẽ giảm hẳn. Trên đây, mẹo dân gian đã chia sẻ tới quý vị và các bạn phương pháp chữa viêm, đau cơ và khớp không tốn kém và an toàn. Vỏ cam ví như vị thuốc tốt cho dạ dày, tiêu đờm, chữa ho hiệu quả. Và ngày nay, y học còn tìm thấy nhiều công dụng tuyệt vời từ vỏ của loại trái cây giàu vitamin C này. Tất nhiên, ở đây chúng ta chỉ nói tới những vỏ cam không sử dụng chất bảo quản hay chất hóa học có hại cho cơ thể. Bạn đừng quên ủng hộ mẹo dân gian bằng cách nhấn vào nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Kiến thức mẹ bầu nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe,